Chào các bác nhé. Vâng, em vừa mua một chiếc máy chơi game. Máy chơi game cầm tay có tên là Palkidi P90 này. Thì do là em làm về máy chơi game cũng tương đối nhiều ấy, thì có một cái bạn comment và bạn yêu cầu em mua về cái này về review cho bạn ấy xem. Để bạn quyết định bạn mua, thì cái máy chơi game này khá là hay. Đấy, giá thì chỉ có hơn 600 nghìn thôi. Thì chức năng của nó cũng tương đối là nhiều. Chức năng của nó thì có thể chơi được game NES này, game Boy này, nói chung là rất là nhiều game, bởi vì là cái này là sở hữu ấy, phần cứng và chạy một cái hệ điều hành nhúng của chuyên về máy chơi game ấy, chứ không phải là một số máy chơi game chỉ chơi được game NES bình thường đâu. Thế là giá của nó em thấy tương đối là rẻ, thành ra mà bạn đã yêu cầu thì em mua về luôn để review cho bác xem như nào nhá. Mà nó cũng tương đối là đẹp ấy, để nó giống, nó tương tự như một số cái máy retro, mà những cái máy retro thì giá của nó chỉ rẻ, cũng phải tầm 800-900 đến hơn 1 triệu. Thì cái máy này tự nhiên là giá chỉ có hơn 600 thôi. Thế nên là em cũng thích mua để mua về xem như nào nha. Đây, sản phẩm này thì em mua từ Shopee. Đó, các bác này nhìn thấy không? Rất là bao gói, đóng gói rất là quen thuộc. Thì sản phẩm này được ship từ Trung Quốc về. Có nhìn thấy này. Đấy, tổng giá của nó là 660.000. Đó, tên của nó ở đây. Thì bây giờ nó là màu xanh. Thì bây giờ em sẽ mở cho bác xem và em thử kiểm tra phần cứng của nó xem là như thế nào. Đó, xứng đáng cái tiền mình bỏ ra 600 mình mua hay không. Nhưng 600 mua được cái máy này để chơi thì khá tuyệt vời đấy. Bây giờ em mở ra nhá. Đây, nó là máy mới hoàn toàn, 100%. Đó, các bạn nhìn thấy này. Kiểu dáng tương đối là đẹp đấy. Đây, ở trên hộp thì nó chỉ đơn giản như thế này thôi. Rồi, quấn bằng dính này. Thì Trung Quốc nó là cái này là sản xuất bởi xưởng. Nó không có thương hiệu hay tên tuổi gì cả. Nó chỉ có tên mã là P90 thôi. Thương hiệu thì là cái thương hiệu gì nó không phải là nổi tiếng. Không thể là nổi tiếng được như của Sony hay của Nintendo gì cả. Mà nó thậm chí nó không nổi tiếng của retro luôn. Đó, nhưng em cứ mua về nhá, bởi vì nó rẻ. Này các bạn thì nhìn em, trên hộp thì nó ghi là LD300 này. Đây, hình ảnh cái máy thì nó tương tự như này, có cả cần analog luôn. Này các bạn thì nhìn em, rất là giống với cái máy retro mà của phiên bản 2018 ấy, mà cái máy mà bản mà nó có 3.000 game tích hợp ấy. Đó, rất là giống luôn. Các bạn nhìn thấy nhá. Đây, hộp thì đơn giản như này thôi. Đây, có thông tin thì nó có thể chơi được game máy thùng này, game Master Thunder ấy, GBA này, FC này, FC này, Sega game và những cái game của game NES hoặc là NES là đều chơi hết. Đó, có rất là nhiều ngôn ngữ hỗ trợ ở đây. Đây là sản phẩm sử dụng 64 bit. Đây, hiện hành dùng 64 bit, các bạn nhìn thấy nhá. Đây, bên này thì thông tin nó bằng tiếng Trung, sản xuất bởi công ty gì đó này. Đây, hoàn toàn tiếng Trung thôi, em không rõ lắm. Đây, có cả trang web của hàng Palkidi nhé. Đó, khá là nổi tiếng. Đấy, bây giờ em sẽ rạch ra xem như nào nhá. À, đây được rạch rồi. À, chơi chơi này. Đây. Đây bác này, màu sắc rất là đẹp luôn. Đó. Phụ kiện kèm theo thì nó chỉ có một cái sợi cáp USB Type-C thôi. Với đây là sản phẩm của năm 2020. Nó đã sử dụng cáp USB Type-C rồi. Đó, trong này nó sẽ là sách hướng dẫn sử dụng này. P90 series. Đó, các bạn nhìn nhá, nó có một cái phiên bản nữa là phiên bản màu trong suốt. Nhưng em lại không thích màu trong suốt, em mua phiên bản màu xanh này. Đó, các bạn nhìn thấy này. Hoàn toàn là bằng tiếng Trung hết. Đấy, theo hộp thì nó có một cục pin này, một sách hướng dẫn sử dụng này, một cáp USB Type-C và thân máy đây. Cũng như vậy luôn. Đó, các bạn nhìn thấy bên này có tiếng Anh này. Đây, hỗ trợ được thẻ nhớ này. Nói chung là thông tin lần ngoài lắm, mình cứ bật máy lên là mình sẽ biết sử dụng như nào thôi. Bởi vì bây giờ là ai cũng, nếu đã mua sản phẩm này thì rất là dễ sử dụng và rất là đơn giản rồi, đúng không? Đây, máy này các bác ạ. Đó, một cái màu xanh. Đây, phiên bản này thì nó có cả màu trong suốt nữa, nhưng mà em thích, không thích màu trong suốt, em mua phiên bản màu xanh này. Đó, thì các bác có nhìn thấy không? Màn hình khoảng 3 inch. Đây, trên này nó có thương hiệu là Palkidi này. Đó, cũng được in thương hiệu ở trên này, nhưng trên hộp không có cái đấy. Các nút bấm thì nó màu trắng. À, bên này có nút to nhỏ này. Đó, bên này có nút chức năng này, bên này nút di chuyển này. Đây có một cái analog. Nút select và nút start rất cơ bản của những máy chơi game bình thường. Trên này nó là cổng USB Type-C rồi. Em rất thích cái này bởi vì đây là sản phẩm năm 2020. Nó không còn sử dụng cổng micro USB nữa mà dùng cổng Type-C luôn. Đó, rất là tiện dùng đúng không? Nút RL rất là chắc chắn luôn này. Đấy, có nút màu trắng thì rất là đẹp. Nhìn khá là trẻ con nhưng mà em thích cái này. Đây có nút nguồn này. Đó, bật nguồn lên. Nút to nhỏ này. À, đây cũng có nút chỉnh volume. Thế còn đây cũng là cái gì? Chả nhẽ cũng là chỉnh volume này. À, không phải. Cứ tưởng đây là cộng trừ chỉnh volume. Nó làm rất là giống cái máy Nintendo Switch. Làm tương tự như Nintendo Switch. Ở trên Shopee thì người ta hay gọi những sản phẩm là sản phẩm mini Nintendo Switch. Đó, các bạn nhìn thấy nhá, rất là chơi, rất là nhiều máy luôn. Đó,
thiết kế thì nó cũng đơn giản như vậy thôi. Nước nguồn đây, volume đây, của trên này không biết là cái gì, đây, em có tưởng volume nhưng không phải đó. À dưới này có một cái thẻ nhớ này, đây một thẻ nhớ 16GB, ok một thẻ nhớ 16GB. Đây là nút chân cắm 3.5 để cắm tai nghe hay ra loa này. Bên này nó nhìn đây thì có thể thấy đó là hai loa. Thì em sẽ tháo ở xem như nào nhá. Đó, chơi game thì đơn giản thôi. Đây các bác nhìn thấy đây là một số cài đặt về phần mềm này. Nghe nhạc, xem phim này, quản lý file này. Đó, ghi chú hay gì đó này. Đó, ấn xong này là game này, GB này, GBC này, GBA này, FC này, SFC này, GG này, MS này, MD này. PS1 luôn này, có cả PS1 nhá, chơi thử không biết thế nào. Đó, em sẽ làm một cái video khác về khi chơi cái này xem như nào. Đó, thì là cái video này em chỉ review qua cái máy thôi. Còn em sẽ làm riêng một cái video về chơi game trên cái máy này nhá. Có MGP này, VKS này, PCE này, máy thùng này, CPS này, lại neo, đầy đủ lắm, rất đầy đủ. Đây có một số game tích hợp sẵn đây. Này có một số game tích hợp. Đây là về giao diện, về cài đặt này, để xem có tiếng Việt không nào. Ấn vào đây xem nó nhảy ra cái này nhỉ. Cái gì này? Không lại. Hình như vừa rồi em không thể nhớ ra, thì là lúc ấn vào nó bị như thế sao? Rồi không lại nào. Đấy, bật lên là qua ghi đó. Ui, nó chạy như kiểu khởi động Windows luôn đấy nhỉ. Chạy một màn hình đốt như khởi động Windows luôn. Đây báo pin này. À đây, ngôn ngữ đây. Xem có tiếng Việt không? Rất là nhiều ngôn ngữ luôn. Đó, không có tiếng Việt. Còn những cái máy này thì không có tiếng Việt. Giao diện này ở đây. À, đó. Ok, bây giờ em sẽ tháo cho nào nhé. À, thì máy đi theo nó một cục pin của Nokia, có là PB4L. Thì những cái sản phẩm mà phần cứng của Trung Quốc sản xuất ở nhà xưởng ấy thì họ rất là hay sử dụng pin của Nokia, bởi vì có lẽ là pin của Nokia là cái pin dễ sản xuất, mà sản xuất rất là nhiều, tồn kho rất là nhiều sao ấy. Thế em thấy một số máy chơi game sử dụng pin BL5C, còn máy này sử dụng pin PB4L này. Pin này rất dễ mua. Dung lượng của pin này ở trên này là 1500 mAh nhé. Đó, theo nhà quảng cáo trên Shopee ấy, người ta quảng cáo là chơi được khoảng 4 tiếng liên tục đến 6 tiếng liên tục, tùy theo mức độ sáng màn hình, cũng khá là ổn. Đó, bên trong này thì cái này không biết là cái gì, giống như là khe để thiết kế để lắp để nhớ, nhưng mà chả có gì cả. Đó, cũng không có một thông tin gì ghi ở trên này. Đó, khe cắm để nhớ ở đây. Bây giờ em sẽ cẩn thận xem như nào nhé. Xem bên trong phần cứng là nó thiết kế sẽ là như thế này. Đây, chúng ta chỉ cần tháo 4 góc ở đây thôi. Rất là dễ, bởi vì đây là sản phẩm sản xuất tại nhà xưởng của Trung Quốc mà, chứ không phải thương hiệu gì cả, nên họ không làm nó phức tạp lắm. Đó, thiết kế máy bên ngoài đang học theo thiết kế của Nintendo Switch thôi, với dạng tua nhỏ thôi, với một số máy khác. Ok, hai loa thật các bác nhé, hai loa rất là to ở đây này. À, nó có hai cái loa rất là to ở đây. Đó, các bạn nhìn không? Thì không biết là chất lượng âm thanh khi chơi game là như thế nào. Mình nói lại, em nói lại lần nữa là em sẽ làm một clip khác nhá. Đây, các bạn sẽ theo dõi kênh của em để các bạn xem. Đây là phía nguồn này. Đây, men thì đơn giản như này thôi. Ở trên đây có một cái ốc. Bạn nốt ra xem nào. Đây, có một ốc giữ men đây. Đó, thiết kế rất đơn giản. Đây, các bạn ạ. Đây, màn hình được thiết kế rời luôn. À, màn hình là một lớp dán lên trên. Đây. Màn hình được dán lên trên ở khu vực này. Đó, nó không nằm ở trong bên trong máy. Đây, bên của máy đây. Sử dụng một con chip F1C100S. Đó, hôm trước có cái máy Super Retro ấy, thì cho em nói thì là em thấy sử dụng chip của MediaTek, nhưng đây là những sản phẩm đơn giản thì nó chỉ dùng cái chip như này thôi. Thì cái chip này thì em nhớ không nhầm nó nằm ở trên con máy Super Retro 300 thì phải. Cái chip trên máy đây, một con máy đấy giá hiện tại bây giờ đang bán là tầm khoảng 1,6 triệu, cũng tương tự như cái chip này. Em nhớ không nhầm là vậy thôi, còn nếu mà em nhầm thì có bác nào biết thì các bác cứ bình luận bên dưới video nhá.
Thiết kế mạch thì rất là đơn giản, cái chip đầu não chỉ có như này thôi, và là đây là một chip đóng lên, bên của nó rất là đẹp, bên của nó là màu đen. Đấy, đằng sau thì có chỉ có một số cái diode trợ rồi tụ linh tinh thôi, như này thôi. Đó. Có một cái mic ở đây. Một cái mic này để làm cái gì nhỉ? À không phải mic, đây là rung à? Có một cái rung ở đây. Đây motor này. Đây là khả năng là cái rung. Chơi game mà rung nữa thì hay quá nhỉ. Đó, em đã trải nghiệm cho game sau. Đây là nút L thì là chỉ là cái nút cơ bản này thôi, chân USB DC này. Đó, mạch rất là hiện đại, màu đen luôn. Đây, các nút bấm bằng cao su như này cũng có thể thay thế trong trường hợp bị cũ được. Đúng không? Đó, rất là hay. Sản phẩm này thì có giá là tầm 600 nghìn. Nếu mà theo cái phần cứng như này ấy, nếu mà tháo khi tháo phần cứng ra nhìn như này thì em thấy là xứng đáng để mua ấy. Mình bỏ tiền ra mình mua một chiếc máy super máy retro 300 tầm 1.6 triệu, hay mình mua một cái máy retro đời 2018 ấy, bản V2 cũng có cần analog như này ấy, tầm khoảng 1.2 triệu, và bây giờ rẻ tầm 900 ấy, thì mình mua một chiếc máy này cũng chạy hệ điều hành tương tự, cũng hệ điều hành đúng tương tự, rất là giống, cũng chơi được những game như vậy, thì cũng khá là ổn với cái mức giá chỉ có tầm 600 nghìn, 660 nghìn thôi, thì ổn nha. Cái bạn nào em mua ấy, thì bạn xem clip này thì mình khuyên là bạn đã mua thì mình ăn bên mua này, còn cái vấn đề chơi game như nào thì hẹn các bạn trong clip sau nha. Đó, đơn giản như vậy thôi. Các bác xem clip này mà thứ hai thì các bác cứ ủng hộ em một like, subscribe kênh YouTube của em để theo dõi clip tiếp theo. Mà các bác muốn mua máy gì hay là các bác muốn trải nghiệm máy gì mà các bác chưa quyết định mua thì các bác yêu cầu em có thể mua được cho các bác, em nhiều tiền mà. Đó, các bác xem clip nha, chào mẹ các bác.